Truyền hình Thanh niên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, tuổi trẻ cả nước đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối 26 tháng 7. Tại tỉnh Điện Biên, đoàn công tác của Trung ương đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tại mảnh đất Điện Biên anh hùng, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc lập tỉnh Điện Biên. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh của cách mạng Việt Nam. Phát biểu tri ân tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thay mặt tuổi trẻ cả nước bày tỏ sự trân trọng. Thế hệ trẻ chúng ta ngày hôm nay được thụ hưởng những thành quả của cách mạng, được sống trong một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc. Những thành quả ấy được đánh đổi bằng biết bao máu xương của những người con ưu tú của dân tộc. Chúng ta mãi mãi không quên và tri ân những người đã hy sinh cho Tổ quốc, nhắc nhở bản thân phải trân trọng hòa bình, hạnh phúc, sống hết mình và có ích, xứng đáng với những gì mà thế hệ đi trước đã dâng hiến, hy sinh. Tôi nghĩ rằng đồng đội của tôi hy sinh như vậy cũng không muộn và rất có giá trị cho đất nước, cho dân tộc, độc lập của dân tộc, hạnh phúc và tự do của nhân dân cũng là do sự hy sinh của các đồng đội của tôi. Năm nào cũng vậy, tôi cứ ra nghĩa trang để thắp hương cho đồng đội. Rất xúc động khi nhìn thấy những đồng đội đang nằm ở đây mà sức chiến đấu và sự hy sinh của các đồng chí ấy là đồng đội của tôi để tôi hôm nay có cuộc sống ấm no hạnh phúc như này. Bọn em được tham gia rất nhiều lần cái lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Độc lập hay là các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh nói chung rất nhiều lần rồi, và mỗi một lần như thế là bản thân bọn em đều xúc động, đều có những cái cảm xúc rất riêng cho bản thân mình, đều muốn nhắc nhở bản thân mình là không bao giờ được quên lịch sử để cho mình được sống trong cái nền hòa bình ngày hôm nay. Năm nay đã 99 tuổi nhưng ông Nguyễn Phương Đàn vẫn rất minh mẫn. Ông nhập ngũ vào tháng 1 năm 1953 và từng là tiểu đội trưởng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Sau khi hòa bình lập lại, ông quay trở lại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sinh sống cho tới nay. Trong dịp này, Trung ương Đoàn cũng triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Bữa cơm sum vầy ấm áp yêu thương cùng gia đình chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Hữu Chấp, sinh năm 1931, thương binh hạng 4/4 tại tổ 20, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn những đóng góp to lớn của các anh hùng chiến sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, qua đó giáo dục sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ cả nước. Nhân ngày 27 tháng 7 thì với tuổi trẻ đoàn phường Hiên Lam thì hôm nay rất là vui được tham gia tổ chức bữa cơm tri ân đối với bác Nguyễn Hữu Chấp, là người có công với cách mạng. Thì là hôm nay thì đối với đoàn phường chúng tôi thì cũng đã cử là 10 bạn đoàn viên, thì là đã chia nhau lên đi chợ để lên các món. Và sáng nay thì chúng tôi cũng đã có những bạn thì làm món, có món gà và món rau, món nộm và món thịt nướng các thứ, thì là chúng tôi cũng đã phân chia nhau, mà tất cả các bạn tinh thần là rất là vui vẻ, rất là phấn khởi. Mọi người đã làm bày viện và cũng đã xong. Thì qua đây thì tôi thấy rằng là chúng tôi là đối với tuổi trẻ đã thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ, thấy được rằng biết là công lao to lớn của các bác đã hy sinh xương máu của mình để xây dựng Tổ quốc. Đoàn công tác của Trung ương Đoàn cùng dự bữa cơm, thăm hỏi, động viên, trao quà trị giá 5 triệu đồng và hiện vật tặng gia đình ông Nguyễn Hữu Chấp, đồng thời bày tỏ mong muốn ông và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.
Trong những ngày này, tuổi trẻ cả nước cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Mỗi hành động, dù rất nhỏ, đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trước những hy sinh đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ đi trước, các bậc tiền bối cách mạng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đó không chỉ là sự tri ân của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước, mà còn là dịp để tuổi trẻ được ôn lại những bài học lịch sử vô giá, trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha anh và viết tiếp truyền thống vẻ vang, góp sức trẻ cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.